Dạ vâng, em Khải Đăng Ô Tô xin kính chào tất cả quý bà con các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại đến kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ lớn nhất thế giới với những dòng xe cổ Khải Đăng Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý bà con các bác anh chị đã luôn luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khải Đăng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em Khải Đăng Ô Tô sẽ lên sóng báo giá cho mọi người mẫu xe mới về bên em, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hyundai. Dòng phân khúc hạng C, Hyundai Avanti đời 2011 bắt đầu lên form mới nhé, lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Với biển 38 ở Hà Tĩnh, trước gốc Hải Phòng anh em nhé. Bán về Hà Tĩnh cách đây khoảng tầm 4-5 tháng rồi. Khách hàng lại lên đời đổi xe. Nên là anh em nào mà muốn lấy chiếc này có thể liên hệ ngay Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Chiếc này Khả Năng Ô Tô đang chào bán với mức giá là tại cửa hàng là hơn 250. Nhưng mà giá nào chào bán bà con trong tháng 7 này em có nhiều ưu đãi cho bà con các anh chị đến xem xe, liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn quý tình cảm bà con đã luôn luôn ủng hộ đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Và đây là một mẫu xe với động cơ 1.6 tiết kiệm nhiên liệu số sàn nhé các bác nhé. Với mức giá là khoảng tầm 250 quay đầu. Anh em nào mà muốn quan tâm có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Xe này thì nguồn gốc rõ ràng biển Hải Phòng, bây giờ rửa đổi thành biển Hà Tĩnh. Và trước đó là nó là tư nhân một chủ thứ mới đấy. Sang đây là hai chủ rồi. Cách đây 4-5 tháng rồi. Thì bán lại cho bên em thì xe này vẫn là xe gia đình chuẩn và không taxi dịch vụ gì cả. Xe đẹp. Đó. Keo chỉ zin, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ. Form dáng thì dòng Avante này nó để mà về Vios thì Vios sẽ thuận mắt hơn, nhưng mà cái con này thì nó là phân khúc hạng C. Anh em mình so sánh cùng với Vios thì nó là hơi sai. Vì cái đối với động cơ 1.6 em nghĩ là nó sẽ đẹp hơn so với dòng Vios rất là nhiều. Về form dáng thì không thuận mắt bằng, nhưng mà cái chất lượng xe thì nó khác biệt hoàn toàn so với Vios nhé. Khung gầm và cái kết cấu xe nó tốt hơn. Đấy. Máy móc cũng rất là chất, máy móc thì nó dùng chung với Kia Forte nên là anh em nhìn biết cái dòng này cũng khá là lành và bền. Tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.6 xăng tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 km. Đó. Hyundai Avanti. Động cơ 1.6 đời 2011, phiên bản số sàn, biển Hà Tĩnh, tên tư nhân. Anh em nào muốn quan tâm có thể alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Xe được trang bị bộ ra năng đúc nguyên bản theo xe, nhưng đã sơn thành màu đỏ đen, nhìn trông rất là thể thao. Khi chúng ta di chuyển ngoài đường trông rất là đẹp. Đuôi xe thì còn gắn thêm cái lipo giả bô giả kia, nhìn trông khá đẹp. Về cái thân vỏ của nó thì em nhìn thấy sơn xi nó rất là căng rồi. Chắc chắn là đã sơn lại rồi các bác nhé. Sơn lại là cái chắc rồi vì đời 2011 mà, bây giờ đã sử dụng 11 năm rồi. Cái dòng xe này nó chỉ còn khoảng 200 dưới 250 thôi, thì anh em có cảm thấy nó đẹp hơn dòng cả Vios đời 2011 không? Nếu anh em mua Vios gia đình đời 2011-12 bây giờ nó cũng phải giá tầm đấy rồi. Nên anh em có thể cân đối lấy phân khúc hạng C với giá rất hợp lý như này. Chỉ với mức giá là khoảng tầm 250, quay đầu là em sẽ bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho bà con các anh chị là xem xe. Liên hệ Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Một nước xe phân khúc hạng C mang nước sơn màu đen rất là đẹp, bắt mắt. Tên tư nhân và không taxi dịch vụ gì cả. Anh em nhìn thấy cái đôi đèn pha của nó rất là sáng và bóng mới không? Đẹp luôn, đèn gầm cũng đẹp, nét căng. Đấy, về form thì nó nhìn đằng trước thì nó rất là rộng rãi, thoải mái. Nó rộng hơn Vios rất là nhiều nhé các bác nhé. Rộng hơn Vios, đẹp hơn. Đấy. Máy gầm chắc hơn, đi sướng hơn và xe gia đình. Dòng xe này ngày xưa người ta nó nhiều tiền nên người ta không mua về làm xe dịch vụ đâu. Chủ yếu người ta đi xe gia đình thôi. Còn Vios mới là dòng xe mà kinh doanh dịch vụ là lâu năm, lâu đời. Và xe nào cũng chạy dịch vụ các bạn. Đấy. Em còn nói chung chung thế, còn xe rất hiếm những mẫu xe mà không chạy dịch vụ, hiếm lắm, gần như không có đâu. Nhưng mà thôi thì không có chiếc này có chiếc khác anh em ạ. Cứ muốn quan tâm có thể alo trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đây là phần nội thất của chiếc xe nhé. Đây. Về phần nội thất của chiếc xe các bác có thể nhìn thấy phần keo chỉ cánh nguyên zin này. Đấy, đây. Keo chỉ zin nhé. Vân sần zin này. Zin đẹp luôn. Nội thất thì anh em nhìn thấy có ghế da màu đen. Vô lăng củ số mới đét. Vô lăng củ số đẹp, trần nỉ nguyên bản. Màn hình chưa có nguyên bản, mà cái đầu đài theo xe, tất cả đều nguyên bản theo xe. Chưa nâng cấp gì cả. Zin hết này. Trước là tư nhân một chủ thứ mới nhé các bác nhé. Bây giờ thì sang tên chủ thứ hai rồi. Đấy, zin hết. Máy số cực kỳ êm ngon, gầm bệ chắc chắn. Đi dòng này thì bền lắm. Khả Năng Ô Tô bán cho các anh các chị ở Thái Bình này, Lào Cai này, Sơn La này, ở miền Nam này, ở trong Tiền Giang này. Chưa có một khách hàng nào phản ánh một tiếng nào về những cái dòng xe Avante này anh em nhé. Nhưng Avante này chưa ai phản ánh một câu là mang xe lên đặt cọc, mang xe lên đến nơi mà
báo khách là qua dịch vụ rồi, không tìm ra lỗi gì cả và xuống tiền luôn. Mà từ đấy đến giờ khách không có một phàn nàn về chiếc xe làm sao nó đi nữa. Nó chán lắm em ơi, hay là nó như nào cả. Đấy, con này xe này, kể cả con xe qua dịch vụ rồi nó vẫn đẹp các bác nhé. Con này thì có bộ ghế da nó hơi rách tí, anh em về bọc lại. Đấy thôi. Và vá miếng ở đây nhìn trông ngứa cả mắt này, anh em bọc lại cái miếng này. Đấy. Không đáng bao tiền mà bọc lại. Em sẽ cho anh em bọc lại nhé. Keo chỉ zin luôn các bác nhé. Zin luôn. Sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, cửa tiền nó hợp lý lắm, anh em lấy về thì đây. Đây vân sần cánh cửa này, đẹp chưa? Miên man luôn. Con xe này là con xe đáng đồng tiền bát gạo đây các bác. Dòng này đi bền lắm, đi bền mà đẹp hơn Vios form cũ chứ. Vios form cũ sao có cửa ăn con này được. Như anh em cứ so sánh Vios 2014 chưa chắc ăn được đâu. Nó đẹp như này thì lấy cửa tiền 250 quay đầu anh em lấy con này cho em. 14.6. Khả năng cao là đúng đấy. Thì nó rất là đẹp anh em, từ cái quả vô lăng có thể nhìn ra được ngay này, vô lăng rất là đẹp luôn, nguyên này, không có mòn, không có sần gì cả, củ số không mòn, không trơ, bánh số không bị đơ, đấy, trần nỉ đẹp, nội thất đẹp, sạch sẽ, giá tiền nó cũng hợp lý nữa. Đây động cơ 1.6 thì xăng tầm khoảng 6 lít, nếu đi trong phố thì tầm 7 lít nhé, đấy là ok rồi, mà phân khúc bạn xe đi sướng lắm, gầm bẹ nó chắc lắm các bạn, đi sướng chắc lịch, đây này, yêu. Con này côn số quá mượt mà luôn các bạn. Côn số con này mượt mà lắm, đi sướng lắm. Mà mua con này thì an tâm. Lắp thêm cái quả màn hình nữa thì đâu đó khoảng 2-3 triệu nữa là đẹp. Không thì anh em cứ để cái đầu đài nguyên bản theo xe. Lắp cái màn hình to ở đây khoảng tầm 3 triệu. Đến đây bọn em lắp cho nhé. Anh em nào đến ưng đi đến em bao màn hình cho các bác với giá 255 triệu. Bao rút hồ sơ, bao vận chuyển, bao màn hình. Còn anh em bớt thì tính tiếp. Bớt thì anh em đến xem xe. Rồi anh em mình bớt các bác nhé. Có bớt có giảm cho bà con trong cái tháng này. Tất nhiên là đăng cái này thôi, chẳng ai bán cả đâu. Vẫn bớt được một ít rồi bao cái nọ cái kia, các bác cứ an tâm. Xe nào cũng vậy nhé. Còn tất nhiên những con xe đẹp hẳn như này bọn em mua thì nó cũng cao rồi. Có cái cửa tiền bọn em bán được. Chứ không phải là anh em đăng 250 anh em vào giả 220, 230. Nghe nó không hợp lý, anh em giả 240 thì nghe được đúng không? Giả 240 thì anh em xem xét được không bao gì thì em bán. Còn nếu mà anh em giả 230 cái thứ là mà em không muốn bán. Vì gần như không có cơ hội để kiếm tiền từ cái thu nhập nãy. Dòng xe làm xe này bây giờ thợ đông hơn dân các bạn, thợ đông hơn nhân dân nên là bọn em làm nó khó khăn lắm, không dễ đâu, nên cạnh tranh nhiều và xe lúc nào phải đẹp, lúc nào phải zin, lúc nào không đụng ngập nước. Các bác bây giờ yêu cầu cũng cao đúng không, mua được cả đời mua được chục con xe chứ mấy. Em mua con đầu tiên thì các bác cũng cẩn thận thì mua, nhưng mà theo em thì anh em tìm cái địa chỉ này mà có nhiều xe như này thì anh em mua xe vẫn sướng hơn đúng không. Con Kia hàng trước mặt này em bán có 100 thôi nhé, không anh 100 triệu rồi anh em, nhanh tay alo cho khả năng bán đúng 100 cho anh em nào quan tâm. Yêu máy con này phải nói xuất sắc luôn, êm ru. Đây anh em nghe tiếng ngoài nhé, không nghe tiếng máy này. Đây máy quá ngon luôn, ôi máy quá ok luôn các bác nhé. Máy nổ êm ru, không biết có zin hay không nhưng mà máy không cần zin, cứ ngon là được, như này là được. Em sẽ không xem zin hay không vì không quan trọng, vì máy nó ngon như êm như này là anh em mua ngay cho em nhé. Cứ đi xem xe mà máy nó êm như này thì các bác cứ mua luôn. Đây là đầu dàn taxi còn nguyên nhé, không đâm đụng va chạm gì. Keo chỉ cabo còn nguyên này. Đây, chỉ cabo nguyên luôn ấy, không mất phân nào. Đấy, xịn trò. Máy DOHC 16 van, dùng chung với Kia Forte. Máy nguyên giống nhau. Hai cái máy này với con Kia Forte là giống nhau 100%. Nên là dùng chung với nhau được hết các nhé. Nên là đồ đạc phụ tùng không phải lo. Sửa chữa đơn giản. Dòng Hyundai này thương hiệu nó lớn chứ không phải Hyundai i10, i20, i30 rồi Hyundai Avante, Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, đây, những mẫu xe rất là nổi tiếng tại Việt Nam mình rồi. Nên là dòng này là không lo đồ sửa chữa mà rất là bền, tiết kiệm nhiên liệu, đẹp, phân khúc cao mà giá lại rẻ hơn Vios. Nên là anh em có thể cân đối alo trực tiếp của Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn tất cả quý tình cảm, quý bà con, các bác anh chị đã luôn luôn dành cho Khả Năng Ô Tô. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo của em đăng 18 tuổi. Xin chào, điều hòa Redwood, điều hòa Red chảy hết nước rồi.